chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ họp trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19, sự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí thường trực tỉnh ủy. Các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử qua quét mã QR phòng dịch Covid-19. Thị xã Mỹ Hào tháo dỡ phong tỏa cách ly tổ dân phố trại. Huyện Phù Cừ ước thu 130 tỷ đồng từ vải lai chín sớm. Kim Động trên 500 hectare sản xuất tập trung theo quy mô cánh đồng mẫu lớn liên kết tiêu thụ. Các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hòa Phát giữ ổn định sản xuất. Và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng sự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong làn sóng dịch thứ tư, cả nước ghi nhận 3.600 ca bệnh COVID-19, trong đó Bắc Giang và Bắc Ninh là hai điểm nóng nhất và được dự báo chưa thể hạ nhiệt ngay trong thời gian tới. Đợt dịch lần này có đặc điểm bùng phát đa nguồn dịch, đa hình thái, đa chủng lây nhiễm. Qua giải trình tự gen virus cho thấy có hai biến chủng đang phổ biến là chủng từ Ấn Độ và chủng từ Anh. Virus lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh. Chỉ 1 đến 2 ngày có một vòng lây nhiễm, đặc biệt lây nhiễm rất mạnh trong không gian hẹp. Về việc thực hiện chiến lược vaccine, Bộ Y tế cho biết mục tiêu là tạo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm vaccine trên toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đến nay, Việt Nam có ký kết cam kết hơn 100 triệu liều vaccine để tiêm cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên và đang nỗ lực mua thêm 40 triệu liều. Tại Hưng Yên, sau tròn một tháng xuất hiện hai ca bệnh đầu tiên trong đợt dịch lần thứ tư ở huyện Phù Cừ, đến nay cơ bản tình hình đã được kiểm soát tốt. Toàn tỉnh ghi nhận 37 ca bệnh, đã có 7 người được công bố khỏi bệnh. Ổ dịch huyện Phù Cừ đã được xử lý thành công. Huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào cũng vừa kết thúc phong tỏa 5 khu vực ở 4 xã phường. Toàn tỉnh đã tiến hành xét nghiệm được trên 54.000 mẫu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 11.000 người. Công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp đang được tập trung tăng cường cao độ trên toàn tỉnh. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tổng tiến công toàn diện, toàn lực, thần tốc, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa để khoanh vùng dập dịch, nhất là tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Các bộ ngành địa phương phải quán triệt phương châm 3-0 là không nói thiếu tiền, không nói thiếu nguồn lực và không nói thiếu cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, phương tiện, sinh phẩm thuốc men. Đặc biệt, thông điệp phòng chống dịch bây giờ thay vì 5K cộng vaccine sẽ thành 5K cộng vaccine và công nghệ. Thực hiện công văn số 111 của Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế về hướng dẫn khai báo y tế điện tử phòng dịch COVID-19 bằng mã QR, đến nay, các đơn vị, ban ngành trên địa bàn tỉnh những ngày qua đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cũng như yêu cầu toàn thể cán bộ nhân viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện, qua đó tạo thuận lợi trong quá trình điều tra, truy vết nhanh khi phát hiện nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Theo đó, người dân khi đến làm thủ tục đều được yêu cầu đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Ngoài ra, phải khai báo trên phần mềm ứng dụng nCoV bằng việc quét mã QR. Phần mềm này sẽ giúp người dân khai báo y tế một cách thuận tiện như tiền sử tiếp xúc, lịch trình di chuyển và diễn biến sức khỏe, không chỉ giúp các cơ quan đơn vị có thể giám sát người dân đến và đi một cách nhanh gọn mà còn tạo thuận lợi cho quá trình điều tra dịch tễ, truy vết kịp thời khi xuất hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Mình đã qua cái bàn khai báo ở ngay cổng có kê khai thông tin đầy đủ và thực hiện cái việc khai báo kế qua hệ thống điện tử. Đấy, thì cái việc này là giúp có cái nguồn để truy xuất để các cơ quan chức năng sau này ví dụ như có vấn đề gì đó thì có thể liên hệ được mình một cách nhanh nhất, và cái thủ tục là rất là gọn gàng và hỗ trợ được khách hàng rất là tốt, nó rất tiện lợi chứ không mất nhiều thời gian. Dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn còn cao. Vì vậy, việc nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng dịch theo thông điệp 9K của Bộ Y tế không chỉ giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời nguồn lây lan dịch bệnh mà còn bảo vệ cho chính mình và những người xung quanh.
Sáng nay, thị xã Mỹ Hào tiến hành tháo dỡ phong tỏa khu cách ly cụm dân cư tổ dân phố Trại, phường Dị Sử. Tổ dân phố Trại, phường Dị Sử thực hiện phong tỏa cách ly phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 8 tháng 5, sau khi trên địa bàn phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân mã số 3215, khu vực phong tỏa có 22 hộ dân với 85 nhân khẩu. Sau 21 ngày thực hiện cách ly, khu vực này không phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi thị xã Mỹ Hào tháo dỡ phong tỏa khu vực này, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nông dân làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, năm 2021, huyện Phan Sang đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình trồng quất bonsai trên chum tại một số địa phương. Đây là mô hình thuộc dự án ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng quất bonsai trên chum do Hội Phụ Nữ huyện triển khai thực hiện có quy mô diện tích 2.400m2 và tổng kinh phí hỗ trợ là 200 triệu đồng. So với nghề trồng quất cảnh truyền thống thì trồng quất bonsai trên chum là một mô hình còn mới nhưng tốc độ phát triển khá mạnh, đem lại lợi nhuận cao cho người trồng và thu hồi vốn nhanh, đồng thời tạo ra những sản phẩm cây cảnh có chất lượng cao, sức cạnh tranh lớn trên thị trường. Trồng quất bonsai trên chum giúp tăng hiệu quả kinh tế, chiếm ít diện tích, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, thu nhập ổn định từ 10 triệu đến 15 triệu đồng một tháng. Phát triển hiệu quả mô hình, đồng thời xúc tiến việc phát triển nghề làm bình gốm. Được biết, thời điểm này các nhà vườn đang đưa quất lên chum và tiến hành các bước chăm sóc, bảo đảm cây phát triển tốt, kịp thời phục vụ mùa thu hoạch cuối năm. Thời điểm này, người trồng vải huyện Phù Cừ đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch vải lai chín sớm, ước thu 130 tỷ đồng. Năm nay, huyện Phù Cừ có 550 hectare vải lai chín sớm cho thu hoạch, trên tổng diện tích 700 hectare, tập trung chủ yếu ở các xã Tam Đa, Minh Tiến và Tiên Tiến. Việc thu hoạch vải lai chín sớm được tiến hành từ giữa tháng 5, sản lượng đạt 8.500 tấn. Mặc dù việc tiêu thụ vải năm nay diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nên người dân thu hoạch đến đâu đều có thương lái thu mua hết đến đó. Giá vải thời điểm đầu vụ đạt 20.000 đồng 1 kg, thời điểm thu hoạch rộ dao động từ 12.000 đến 16.000 đồng 1 kg, được tiêu thụ khắp các thị trường trong nước. Toàn huyện ước thu 130 tỷ đồng từ vụ vải lai chín sớm. Hiện nay bên cạnh sản xuất lúa hàng hóa, huyện Kim Động đã xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất tập trung các giống lúa chất lượng cao cung ứng cho thị trường gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, trở thành địa phương có diện tích sản xuất lúa tập trung nhiều nhất tỉnh trong vụ xuân năm nay. Năm nay toàn huyện có trên 508 hectare sản xuất tập trung theo quy mô cánh đồng mẫu lớn từ 10 hectare trở lên, tăng 173 hectare so với vụ xuân năm 2020, năng suất đạt 67 tạ trên hectare. Tiêu biểu như 8 hectare giống lúa Thi Đô 8 tại xã Phú Thịnh Đức Hợp, 106 hectare giống lúa Quê 5 tại xã Toàn Thắng, Song Mai và Vĩnh Xá, trong đó vùng sản xuất hàng hóa liên kết tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích 54 hectare được các công ty thu mua ngay tại chân ruộng. Tham gia mô hình cây lúa tập trung, nông dân không chỉ giảm chi phí sản xuất, nhân công mà chất lượng lúa cao, kháng bệnh tốt do thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc, phun thuốc trừ sâu, hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất thông thường. Với phương châm xanh nhà hơn ta đồng, bà con nông dân huyện Tiên Lữ đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị cho việc gieo cấy vụ hè thu. Đến nay, huyện Tiên Lữ đã thu hoạch được trên 100 hectare trên tổng số 3.500 hectare lúa xuân tập trung ở xã Hải Triều và cánh đồng mẫu xã Hưng Đạo, sản xuất giống lúa Khang Sân theo đơn đặt hàng của công ty giống Thái Bình, giá bán 7.300 đồng trên 1 kg lúa tươi. Toàn huyện có 100 hectare cánh đồng mẫu lớn. Cơ cấu giống vụ này, huyện Tiên Lữ có 75% diện tích lúa chất lượng cao gồm các giống Nếp Thơm Hưng Yên, VNR20, Đài Thơm 8 và Hà Phát 3. Năng suất bình quân ước đạt 69,5 tạ trên 1 hectare, cao hơn vụ xuân năm trước. Tích tụ dụng đất ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp một số hộ nông dân huyện Khói Châu làm giàu và tạo việc làm cho người lao động.
Để tận dụng diện tích đất ruộng của một số hộ dân địa phương không có điều kiện trồng lúa do đi làm xa hoặc đi làm công nhân trong các doanh nghiệp, cùng với diện tích của gia đình bà Đỗ Thị Xoa, xã Hồng Tiến với quyết tâm bám ruộng làm giàu, bà đã thuê gần 200 mẫu ruộng tại địa phương để trồng lúa. Hàng năm trên những mảnh ruộng, bà đều chọn cấy những loại lúa có năng suất, chất lượng cao và ứng dụng nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến vào chăm sóc. Chính vì vậy, mỗi vụ thu hoạch, sản lượng lúa của gia đình đều là trên 200 tấn lúa, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình. Bên cạnh đó, gia đình bà còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Để các diện tích lúa phát triển tốt thì gia đình chúng tôi luôn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc như máy cày, máy cấy, thuê máy bay để bơm thuốc sâu, máy gặt để thu hoạch. Làm sao để nâng cao giá trị kinh tế trên các diện tích canh tác là bài toán khó mà ông Nguyễn Văn Tỉnh, xã An Vĩ hết sức chăn trở. Bằng sự kiên trì, ông Tỉnh đã thuyết phục được nhiều người dân tại địa phương cho ông thuê lại đất để phát triển kinh tế. Thời gian đầu khi bắt tay vào xây dựng mô hình trang trại, dẫu gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm thoát nghèo, ông đã vượt lên tất cả. Sau nhiều năm gom góp từng mảnh, ông đã biến những bãi đất hoang khô cằn trở thành vườn cây ăn quả, cây dược liệu trù phú với nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như cây bưởi diễn, cây nhãn, cây cỏ ngọt với tổng diện tích canh tác 6 mẫu, đem lại doanh thu cho gia đình từ 600 đến 800 triệu đồng một năm. Chúng tôi vẫn phải cố gắng lại bám tới cái đất để phát triển kinh tế từ đất để đi lên, bởi vì mình một người nông nghiệp mà mình bỏ đất là rất phí. Cho nên tôi quyết, gia đình tôi quyết tâm để đầu tư vốn liếng, kể cả máy móc, con người, thiếu nhân lực đi thuê, thiếu tiền đi vay để về để làm. Ông Tỉnh, bà Xoa là những nông dân bám đất bám ruộng để làm giàu bằng nhiệt huyết. Các hộ nông dân trên cũng như nhiều nông dân huyện Khoái Châu đang nỗ lực phấn đấu làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Gần 2 năm qua khi dịch Covid-19 xảy ra là thời điểm cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng như cả nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Với các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hòa Phát, cùng với chiến lược riêng của doanh nghiệp thì công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn được thực hiện nghiêm, đã giúp công ty duy trì ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Thời điểm này, công ty Điện lạnh Hòa Phát nằm trong khu công nghiệp Phố Nối A vẫn chủ động được nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất cho đến lực lượng lao động nhằm duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, hai yếu tố dẫn đến thành công là tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không để lây lan vào trong nhà máy. Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến quá trình sức khỏe rồi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy là cái việc ra vào là chúng tôi phải yêu cầu sát khuẩn, khẩu trang, khai báo y tế. Hiện nay, tập đoàn Hòa Phát đang có 8 công ty thành viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về các lĩnh vực thép, ống thép, tôn, điện lạnh và thức ăn chăn nuôi, tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19, kể cả ở thời điểm dịch lắng xuống thì các biện pháp phòng dịch như đo thân nhiệt, khai báo y tế luôn được các công ty duy trì nghiêm, coi đây là việc làm bắt buộc đối với mọi người khi đến công ty. Ở công ty thì em luôn luôn được tuyên truyền thực hiện tốt chương trình 5K, nó không tụ tập đông người này, đeo khẩu trang này, khử khuẩn này và giữ khoảng cách khi nói chuyện với người khác. Và ở công ty thế mà khi về nhà thì bọn em cũng thực hiện tốt những chương trình như thế để phòng chống dịch cùng cả nước. 5 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hòa Phát nộp tổng các sắc thuế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gần 300 tỷ đồng. Hiện nay tập đoàn đang có dự án sản xuất kinh doanh tại 24 tỉnh thành phố trong cả nước. Hưng Yên là 3 tỉnh mà tập đoàn Hòa Phát có đóng góp ngân sách nhà nước lớn nhất. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng hoạt động của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh vẫn khá ổn định, có nhiều tín hiệu khởi sắc về đơn hàng thị trường xuất khẩu. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tuyển dụng và phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nguồn lao động. Công ty Rong Oan đóng trên địa bàn xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động hiện có gần 2.000 lao động tham gia sản xuất. Thời gian gần đây, việc sản xuất kinh doanh của công ty thuận lợi, đơn hàng xuất khẩu tăng. Công ty đã đầu tư mở rộng thêm quy mô, nhà xưởng, máy móc và có nhu cầu tuyển dụng tới trên 1.000 lao động.
Mặc dù công ty đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, các địa phương lân cận đăng tin tuyển dụng trên các trang mạng xã hội, website, bảo đảm thu nhập cho người lao động mới với mức lương từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Thế nhưng thực tế, dù đã mở rộng thị trường tuyển dụng sang các địa phương lân cận như các tỉnh Thái Bình, Hà Nam thì vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Công suất tối đa của nhà máy là 3.500 lao động. Tuy nhiên thì hiện tại thì chúng tôi đang có khoảng 1.900 lao động, vẫn còn thiếu khoảng 1.100 lao động. Việc tuyển dụng thì khá là nhiều khó khăn vì trên địa bàn thì có nhiều những doanh nghiệp may cũng như là doanh nghiệp khác, nguồn lao động địa phương cũng khá là cạn kiệt. Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, hiện toàn tỉnh có hơn 90 doanh nghiệp dệt may đang tạo việc làm cho khoảng 40.000 người. Tuy nhiên hiện có nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu bổ sung với tổng số khoảng gần 10.000 lao động. Nguyên nhân việc thiếu hụt là do mức tiền lương, chế độ phúc lợi mà các doanh nghiệp đưa ra vẫn chưa hấp dẫn người lao động. Nhiều doanh nghiệp vẫn làm tăng ca, áp lực công việc lớn. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp ngày càng nhiều đã tạo ra sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường lao động. Giải pháp cơ bản mà các doanh nghiệp dệt may đang triển khai nhằm giữ chân lao động sẵn có và thu hút lao động mới đó là đảm bảo mức thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định, bổ sung những khoản phúc lợi để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động. Về lâu dài, để có nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ trong ngành dệt may, các cơ sở đào tạo nghề cần tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng, trong đó ưu tiên đào tạo lao động ngành dệt may. Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tỉnh Hưng Yên huy động khoảng 2.600 cán bộ tham gia công tác tổ chức thi. Năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hưng Yên tăng khoảng 2.000 em, do đó số lượng cán bộ, giáo viên, công an, quân đội, y tế, thanh tra được huy động làm công tác thi tăng 500 lượt người so với năm 2020. Đây là lực lượng tham gia tất cả các khâu, từ in sao đề thi, vận chuyển, bàn giao đề thi, bài thi, coi thi đến chấm thi. Tất cả đều được tập huấn quy chế, quán triệt rõ ràng nội dung công việc được giao. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi, ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế, ban hành hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là với các giáo viên coi thi tại các phòng thi, điểm thi, có F1, F2, đồng thời xét nghiệm COVID-19 và ưu tiên tiêm vaccine trước khi kỳ thi diễn ra. Hiện nay các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh đã triển khai học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Buổi học trực tuyến của em Phan Thị Hạnh đang học khoa kinh tế trường cao đẳng cơ điện thủy lợi. Do đây không phải là đợt đầu tiên nhà trường tổ chức học bằng hình thức trực tuyến nên cũng như các bạn trong lớp, Hạnh không còn bỡ ngỡ. Lớp học online sôi động, thú vị không kém như việc đến lớp, đến trường bởi sự gắn kết tương tác giữa cô trò. Có online thì vậy em thấy rất cũng rất là ổn. Tuy không được học giảng dạy trực tiếp như trên lớp như bình thường nữa, thì nhưng mà các thầy cô giáo cũng rất là giảng dạy rất là nhiệt tình và bọn em rất là hiểu bài. Học online thì cũng giúp cho bọn em là có tính tự giác cho học tập cao hơn. Em Đỗ Ngọc Ánh, sinh viên năm nhất khoa Tài chính Kế toán, trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên. Ngay sau khi có thông báo việc học trực tuyến, Ánh rất yên tâm vì không sợ việc học bị gián đoạn và nghiêm túc thực hiện đầy đủ nội dung học tập của nhà trường. Đối với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, toàn bộ các phần học lý thuyết, học lại và các học phần thí nghiệm mô phỏng có thể dạy trực tuyến được tổ chức học trực tuyến từ ngày 5 tháng 5 năm 2021. Thực hiện thông báo của nhà trường, giảng viên Trần Cẩm Ninh, khoa ngoại ngữ đã nhanh chóng triển khai và cố gắng đổi mới các bài giảng online, tìm ra những phương pháp phù hợp, tránh sự đơn điệu, nhàm chán. Phương pháp học mới này theo tôi là cũng có khá là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là phòng chống dịch hiệu quả. Điểm thứ hai nữa là khi mà dạy online thì những cái chương trình, những cái phần mềm dạy online nó có một cái chức năng là ghi lại bài giảng. Như vậy là học sinh, sinh viên sau khi học xong có thể xem lại, cũng bổ sung những phần kiến thức mà còn thiếu hoặc mơ hồ. Một số em sinh viên mà còn nhút nhát hoặc là hướng nội thì các em cũng sẽ có cái cơ hội để gọi là bày tỏ quan điểm hoặc là tham gia thảo luận hơn là so với việc học trên lớp. Để có bài giảng online hấp dẫn, thu hút được sinh viên, bên cạnh một chiếc máy tính kết nối Internet tốc độ cao và phần mềm tốt nhất thì mỗi thầy cô giáo phải phát huy vai trò của người dẫn dắt, gợi mở, trong đó học sinh, sinh viên vẫn là trung tâm. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, việc dạy và học trực tuyến tại các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh vẫn được coi là phương án phù hợp trong bối cảnh hiện nay.